15 loại trà có công dụng sức khỏe còn quý hơn cả thuốc. Các bạn cùng xem nhé. 1. Trà xanh, giàu chất chống oxy hóa, giảm cholesterol xấu trong máu, giúp cơ thể cảm thấy thư giãn. 2. Trà đen, giảm nguy cơ các bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường, điều hòa đường huyết trong máu, chứa chất chống viêm hiệu quả. 3. Trà ô long, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, giải quyết các vấn đề về da rất tốt. 4. Trà trắng, chứa thành phần chất chống oxy hóa cao nhất trong các loại trà, chứa ít caffeine, giảm cholesterol và cân bằng huyết áp, chứa chất chống viêm. 5. Hồng trà không chứa caffeine, giảm dị ứng da, chứa chất chống ung thư. 6. Trà bạc hà có tác dụng thông mũi, chống viêm, giảm sự thèm ăn, hỗ trợ giảm cân. 7. Trà gừng chống viêm, chữa cảm lạnh hiệu quả, hương thơm đậm đà, chữa lạnh bụng. 8. Trà từ cây tầm ma được dùng để chữa dị ứng khi giao mùa, tăng cường năng lượng, hỗ trợ chữa viêm phế quản. 9. Trà từ cây dê ba mết tốt cho đường hô hấp, giảm cholesterol và cân bằng huyết áp. 10. Trà từ cây tía tô đất giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, giải quyết các vấn đề về đường hô hấp, giảm sự thèm ăn, trị đau đầu, đau răng. 11. Trà hoa cúc hỗ trợ ngủ ngon hơn và giải quyết các vấn đề về dạ dày, có tính kháng khuẩn. 12. Trà ti sô giúp cơ thể cảm thấy sảng khoái, cân bằng huyết áp, lợi tiểu, giàu vitamin. 13. Trà từ cây chẻ ba đỏ giảm triệu chứng cho giai đoạn mãn kinh, chống lại các bệnh tim mạch, giảm kháng nguyên gây bệnh tuyến tiền liệt. 14. Trà bồ công anh kiểm soát sự thèm ăn, dùng để chữa bệnh viêm gan, vàng da và khó tiêu, giúp cơ thể mát từ bên trong, chữa bệnh sỏi thận. 15. Trà quế giảm cholesterol, tiêu diệt virus trong cơ thể, tăng cường chất chống oxy hóa, góp phần chữa bệnh viêm khớp.